Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người rất thích thú thưởng thức món uống lạ mang nhiều màu sắc: xanh biếc, tím tím, hồng hồng. Đó là trà làm từ hoa đậu biếc, vừa là một vị thuốc, một loại trà, một loại cây cảnh rất đẹp. Hoa đậu biếc tạo nên cơn sốt được nhiều người mê mẩn, dùng trong chế biến, tạo màu cho nhiều món ăn như xôi, rau câu, các loại bánh, thức uống, trà hoa đậu biếc. Không chỉ cho thực phẩm màu sắc tự nhiên đẹp mắt, hoa đậu biếc còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đã có những công trình nghiên cứu khoa học phân tích được từ hoa đậu biếc nhiều hợp chất hữu cơ, đáng chú ý là hai hoạt chất anthocyanin, một loại flavonoid tạo nên màu sắc rực rỡ của cây, và gliotid, tạo màu tự nhiên đẹp mắt. Hoa đậu biếc dùng tươi, sấy khô hay tán thành bột. Khi ngâm trong nước khoảng 5 phút sẽ tạo ra một loại nước có màu xanh biếc, không mùi vị. Lọc xác hoa lấy phần nước, sau đó đổ vào hỗn hợp đường, mật ong, đá hoặc sinh tố, cốc tai. Có thêm trái cây khác như dâu tây, táo, thêm một chút hương vani, chất thành một loại thức uống vừa ngon mát vừa có màu sắc tuyệt đẹp. Màu từ hoa đậu biếc biến đổi từ xanh biếc, hồng đến tím tùy theo hương vị và nguyên liệu pha chế. Có tác dụng làm đẹp. Uống nước trà hoa đậu biếc có tác dụng làm đẹp da, đẹp tóc, chống lão hóa, chống béo phì. Hoạt chất trong hoa đậu biếc cải thiện sức khỏe tế bào. Chúng cũng làm máu lưu thông tốt đến mọi ngóc ngách cơ thể, giúp nuôi dưỡng da lông, làm chậm sự lão hóa, ngăn ngừa rụng tóc và làm cho tóc đen, óng mượt. Hơn nữa, anthocyanin có trong hoa đậu biếc có thể ức chế được phản ứng peroxy hóa lipid, ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng. Nhờ đó, uống nước trà hoa đậu biếc giúp giữ vóc dáng thon thả, tránh béo phì. Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư. Trong hoa đậu biếc có hoạt chất có khả năng chống oxy hóa cao, nên giảm tối đa sự hình thành các gốc tự do, ngăn chặn các tác động có hại của các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, hoạt chất trong hoa đậu biếc có tác dụng ổn định di thể trong nhân tế bào, bảo vệ màng tế bào, tăng cường khả năng nhận diện ung thư của bạch cầu và thực bào, nên hạn chế được sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình xạ trị. Trong phòng thí nghiệm, chất gliotid của hoa đậu biếc đã thể hiện khả năng ức chế tế bào ung thư. Đồng thời, các nghiên cứu cũng cho thấy trong hoa đậu biếc có khả năng kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch. Tốt cho tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy hoa đậu biếc cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành, vì giúp bảo vệ thành mạch, ngừa xơ cứng mạch máu, giảm thuyên tắc máu, ngăn ngừa huyết khối não và giảm huyết áp. Kiểm soát đường huyết. Hoa đậu biếc cũng có thể làm tăng tiết insulin, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cải thiện thị lực. Việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt được cải thiện, làm mắt được bảo vệ tốt, thị lực tăng lên. Mắt được bảo vệ, tránh những tổn thương do các gốc tự do, nên làm chậm sự tiến triển của đục thủy tinh thể, giúp điều trị những tổn thương của võng mạc. An thần. Theo các tài liệu y học cổ truyền, hoa đậu biếc có tác dụng an thần, giảm lo âu, ngừa trầm cảm, là do chất tạo nên màu xanh của hoa đậu biếc. Tuy nhiên, vì hoa đậu biếc chứa anthocyanin có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu, tăng lưu thông máu, thúc đẩy sự co bóp tử cung, nên cần hạn chế dùng trong các trường hợp phụ nữ có thai hoặc đang có hành kinh, người đang chuẩn bị phẫu thuật, người đang dùng thuốc đông máu. Hoạt chất anthocyanin trong hoa đậu biếc sẽ không có tác dụng bất lợi nào cho người lớn khi uống từ 1 đến 2 ly trà hoa đậu biếc trong một ngày, khoảng 5 đến 10 bông, tương đương 1 đến 2 gram hoa khô, thì sẽ không có hại cho sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.